Dạ em xin chào quý cô chú anh chị xem kênh em ha. Hôm nay ngày 29 tháng 4 em thì tiếp tục công việc của em là đi ong ha. Thì trên cái đồi này cô chú anh chị này. Cái đồi phía sau em ha. Cái đồi phía sau này. Đó, em đi qua đây thì thấy nó bay về đây thì em qua tới hôm nay thì cũng đã thấy tổ rồi cô chú anh chị. Em chuyển cầm cô chú anh chị xem nha. Dạ đây. Em đã tìm về tới đây rồi ha. Tổ rất khó thấy của chú anh chị. Đó, ngầm xuống. Rồi, để em thăm khám rồi em quay tiếp cô chú anh chị cùng xem. Tới rồi cô chú anh chị ơi, đây là tổ em ở đây, trắng như ngọc trinh, full luôn, không biết sâu cạn nhưng mà cũng tạm ổn của chú chị. Bên trong thì em thấy được vì đây bánh nằm ngang ha, thì theo mắt thường em thấy thì em thử là đường để cầm qua tôi nó có cái đường. Em lấy cái này em quay tiếp. Em đi tới đây thì em gặp thêm tổ ong đùi to nữa. Hồi nãy mấy tổ nhỏ, 5 tổ nhỏ nhỏ em không có quay. Gặp tổ này to quá của chú chị. Em quay của chú anh chị xem. Rất chi là khủng luôn. Tổ này thì cái cục mật đó bằng trái chân em luôn ha. Rồi để em khai thác xuống rồi em quay của chú anh chị xem ha. Rồi đây của chú anh chị. Cái gan coi em ha, cầm một nóng không hết luôn em, vì do nó nặng quá em không có để tùy lên đây được. Thấy con mực đã chưa? Còn luôn ha. Rồi, để em gác bàn cái này. Giờ đây em sẽ gác cái này lại ha. Em làm thế này lại để không bỏ cái này của chú anh chị ha. Nó sẽ nở hết nha. Gác như thế này là ở trên này nó sẽ xuống ha. Rồi thôi em chào cô chú anh chị ha.